Hello, xin chào anh em. Nguyên hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay, ngày cuối tuần rảnh rỗi xin ông nội làm một cái báo giá nhẹ nhàng cho anh em vài mẫu xe thể cũ đang còn bên mình, cho anh em quý hàng của các bạn được tham khảo thêm. Thì đầu tiên mình có một em Kia K165 nè anh em. Đời 2000 con này đời 2017 nha anh em. Thùng kính 3 mét rưỡi. 2 tấn 3 là 2007, 245 triệu, thùng kính sàn inox, nước sơn màu xanh, rất là đẹp luôn. Dắt 6 tấn rưỡi này thì đã nhận cọc rồi nè. Dắt 6 tấn rưỡi thùng 5m3 đó, là 2021, bán là 380 nhưng mà đã được nhận cọc của khách hàng rồi. Đó. Tiếp đến là mình có một em Vim khởi nghiệp phiên bản thùng kính nè. Xe này là 1 tấn 9, 90 vô thành phố và đi đường cấm đồng ngay trên 2 tấn, thùng kính của nó là 4m3 là 2015, đầu cabin hầm hố mới lại này đủ 140 triệu khởi nghiệp nha. Tiếp đến là mình có một em TMT, con xe này thì là 800 kg, thùng nó là 2m4 là 2021 đó, 135 triệu nha anh em. Tiếp đến là có em Isuzu thùng 10 bạc. Con này hiện 2019, 2 tấn 8, thùng 4m3, 2 tấn 8 tải cao, QKR 270 anh em. Với mức giá này dự kiến chào bán cho anh em là 375 triệu nha. Phiên bản thùng 10 bạc xe zin mới lại đầy đủ. Nói chung là xe cực kỳ đẹp luôn. Thùng 10 bạc mới năm bẩn nha. Đó, rất là nhiều mẫu xe đã cũ mang đến cho anh em quý hàng thích trong video ngày hôm nay. Nếu anh em quý hàng thích có mẫu xe nào cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đặt cái này xem xe, trải nghiệm một lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin một em về phục vụ đích kinh doanh một đại quyền chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của các bạn, còn là những siêu phẩm không anh em. Tiếp đến là mình có một em Taco Olin đời 2017, thùng nó là 3m7 có bửng năng. Con này thì là tải trọng cho phép cho hàng hóa của nó là 2 tấn 3, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 215 triệu nha. Con Taco Olin này là thùng mua bạc mở, không có mở bửng thùng suốt nhưng mà đều bị nó có cái bửng năng hạ với sao, dành cho những anh em có dùng cái bửng năng rất là tiện dụng luôn đó. Rồi bây giờ mình có một em lướt nè, siêu đẹp luôn, Kembo. Kembo bây giờ máy chiến thắng ráp và sản xuất thùng mở cánh dơ năm 2023, thùng thùng phải gọi là mở cánh dơ hai bên, bán hàng lưu động, xe 2023 chưa một vết chày luôn, lướt xe mới đi được hình như là mười mấy ngàn anh em, rất là đẹp. Với mức giá đang dự kiến chào bán cho anh em là 180 nha, là 223 siêu lướt Kembo thùng hồng kính mở cánh dơ bán hàng lưu động nha. Đó, rất là tiện dụng, rất là đẹp. Tiếp đó là mình có em TMT nè, con này là 900 kg nè, thùng 2m6 nè, là 2021 luôn đó, 145 triệu nha anh em. Xe nói chung zin toàn bộ, rất là đẹp. Đó, rất là nhiều mẫu xe thể cũ mang đến cho anh em quý hàng nước trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thích cái mẫu xe nào cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đây là Vim nè. Vim giống như con nãy 25, 1 tấn 9, cùng 4m3, 140 triệu khởi nghiệp, máy lạnh đầy đủ. Xe đẹp nha. Ram đời 2021. Thùng kính. Đó, con này thì bên mình đang dự kiến cho bán cho anh em là 155 triệu nha. Thùng kính dài nó 2m9 luôn nè, tải cao 990 kg nha. Xe zin. Đô hành 2 tấn 2, phiên bản thùng mưa bạc nha anh em. Đời 2022. Cực kỳ đẹp, lướt mới đi có 22.000 km thôi. Con đô hành này thì bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em với cái hàng của các bạn là 355 triệu nha, có thương lượng nha. Đô hành siêu lướt tải trọng 2 tấn 2 đời 2000 đời 2022 anh em, thùng 4m3 phiên bản thùng của bạn, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 355 triệu nha. Xe đi 22.000 zin toàn bộ nha. Tiếp đến là một con em chở gia cầm nè, Isuzu 5 tấn phiên bản thùng dài 6 mét chở gia cầm khoảng 220 mấy lòng anh em. Đó, đời 2015 400 triệu có thương lượng cho anh em trực tiếp đi xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Isuzu 5 tấn phiên bản thùng chở gia cầm NQR 2015 chở được 220 mấy lòng với mức giá 400 triệu nha.
con này thì đã nhận cọc của khách rồi, ớt xe tải van, ớt cho em chín nhưng mà đã nhận cọc của khách rồi nha anh em, đang đợi hai công chứng nha. Cuối cùng mình có một em chiến thắng nè, chiến thắng thùng mui bạc mở 7 bửng thùng dài 62, tải trọng cho phép chân hóa là 6 tấn 6 R2016, xe mới 90%, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn là em chiến thắng này bên mình dự kiến chào bán là 315 triệu nha anh em, 315 triệu. Ok, cảm ơn em quý khách hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá mình cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đế cũ bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đế cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn.